Chào toàn thể anh em đam mê âm thanh nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết cho anh em về cái dòng đẩy HZMA1000 này, để cho những anh em chuẩn bị mua hoặc là những anh em đã có rồi có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó, hoặc là biết được cái khả năng chơi của cái dòng đẩy này. Đấy, cái khả năng công suất của nó đến đâu. Thì ở đây là cái phần mặt trước của nó được làm bằng một cái mặt phay nhôm và được sơn màu sơn xanh, nhìn khá là đặc biệt. Mã hiệu MA1000 này tức là tổng công suất của nó là 1000W, 500W một kênh, tức là 500W một kênh ở giải 8 ohm. Hai bên này nó có thiết kế hai cái lỗ thông gió nhìn khá là buồn cười. Đấy, nhìn hầm hầm hố hố. Đấy, còn đây là hai cái volume để điều chỉnh âm lượng cho hai bên loa. Thì ở trên đây cũng có các đèn báo hiệu bảo vệ, chẳng hạn như là báo hiệu quá tải và Protect. Đây là toàn bộ phần mặt trước, mình sẽ quay phần mặt sau nhé. Đây là toàn bộ cái phần mặt sau của nó đây. Mặt sau của nó thì cũng có hai cái đường xuất tín hiệu công suất theo kiểu bắp chuối này. Đấy. Đầu vào thì hỗ trợ cổng jack Canon này. Công tác chuyển đổi chế độ Stereo Parallel và Bright. Đấy. Rồi hết rồi. Và đây là bên trong toàn bộ ruột gan của nó này. Đó. Thì con đẩy này thì để mà đếm về xo thì con này nó chạy 16 đèn Toshiba. Đây. Mỗi kênh là 8 đèn, 1 2 3 4 và ở dưới, vế bên dưới là 4. Bên này cũng vậy, tức là 8 đèn một kênh. Tổng hai kênh là 16 đèn. Nhưng bù lại con này nó có một cái biến áp khá là to. Cái biến áp này thường thấy ở trong những dòng đẩy công suất lớn. Đấy, tại sao như vậy? Đấy, bởi vì cái dòng đẩy này người ta thiết kế mạch và đưa ra một cái hiệu suất khá là cao. Đấy, kèm theo đó là một cái nguồn lớn này và bốn con tụ. Bốn con tụ ở đây là 6800 và 100V. 6800 mi, 100V. Khá là lớn. Vậy thì nhìn về cái tổng thể như thế này thì cũng có thể biết được là cái con đẩy này nó chơi ở cái khả năng chơi đưa ra công suất khá là lớn, đúng không ạ? Đây, ở đây là 500W một kênh. Đó. 500W một kênh thì anh em có thể chơi tốt được những cái dòng loa loa bass 30 này hoặc là bass 40. Và đây mình cũng đang ghép thử cái con đẩy này để cho nó chịu tải là hai cặp loa, là hai cặp loa 30 và hai cặp loa là một cặp 30 và một cặp 40. Thì trở kháng của nó sẽ xuống còn tầm 4 ohm thôi. Đấy, nhưng con này nó chơi vẫn khá là ok. Nhưng mà anh em không nên chơi lâu dài. Bởi vì mình ở đây mình test và mình theo dõi thì mình có thể mình dừng lại đúng điểm, đúng lúc, đúng chỗ. Nếu mà anh em mà chơi lâu dài ở trong cái cường độ âm thanh lớn và đưa ra công suất lớn liên tục ấy, thì bắt buộc cái dàn sò này nó sẽ hoạt động hết công suất thì nó sẽ gây nóng và có thể gây là chết công suất. Thế nên là cái điều này là điều anh em để ý. Tốt nhất là những dòng đẩy này thì anh em chơi một đôi là vừa, bởi vì một đôi thì trở kháng nó lên cao, còn hai đôi trở kháng nó xuống thấp thì anh em lúc đấy thì anh em chơi ở ngưỡng tầm 70% công suất của cái con đẩy này thôi để cho nó an toàn hơn nhé. Đây toàn bộ là phần linh kiện của nó đây. Đấy, dòng mạch Class H này thì khá là đơn giản nhưng mà được cái là lành tính. Đấy, lành tính, hiệu hiệu suất cao, hiệu suất đưa ra khá là cao. Đấy, và sò thì chạy thì là mát. Đó, đó là một vài điều cái chi tiết về cái con đẩy HZMA1000. Nếu mà anh em mà có nhu cầu mua hoặc chuẩn bị mua thì biết được là lượng được là nó có thích hợp với cái dàn âm thanh nhà mình hay không. Đấy, như chẳng hạn như ở dài 8 ohm thì là nó chơi thoải mái, nhưng mà dài 4 ohm thì anh em chơi
tầm 70% công suất của nó rồi nhé, để đảm bảo cái tuổi thọ cho cái dàn công suất này. Mình mà thử. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhé.